Nhìn cuộc thế bộn bề sóng dậy, cửa thiền môn còn hơi khóa then. Nương xứ xa tạm viết với đèn, tỏ tâm sự của người liễu đào. Sách có chữ thăm ân dục báo, phận làm người hiểu thạo nói. Ấy chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm. Non tuyết sang rú rừng thăm thẳm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh. Đến ngày nay còn rạng lấy danh, khắp bốn biển dân lành sùng bái. Muốn lập đạo có câu thành bài, sự truân chuyên của khắc thiền môn. Khắp sáu châu nức tiếng người đồng, ta chịu khổ khổ cho ba tánh. Tiếng gọi đời sông mê hải lanh, chạm lợi quyền vào có cành tranh. Bước gai trong đường đủ sỏi sành, đành tách gót lìa quê hương già. Ta cũng chẳng lấy chi buồn bã, bởi sự thường của bậc siêu nhân. Dầu dáng lao giả sắc chẳng sờn, miệng sanh chúng thông đường giải thoát. Cơn giông tố mịt mù bụi cát, chẳng nao lòng của đấng từ bi. Vì thiên đình chưa mở hội thi, nên lão phải phiêu lưu độ chúng. Kẻ ác đức cho rằng nói tung, nó đâu ngờ lòng lão yêu đương. Xe rồ xăng dục chạy bãi bương, đến phút giảng tình thương nâu nức. Khắp ba tâm chớ nên bực tức, bởi nạn tay vừa mới dâng dương. Kính quý vị, Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen chơi kênh tin Tùng Quê. Hôm nay thì phía trước này các anh mình đang tập trung, đang làm những cái công tác nơi khán đài rồi quý vị. Lời nói đầu tiên, Tùng Quê chân thành cảm ơn quý vị xa gần đã chọn kênh YouTube Tùng Quê để xem chương trình. Đặc biệt thì Tùng Quê quay cảnh chùa An Hòa Tự rất là nhiều. Thì hôm nay vào ngày mùng 7 rồi, ngày trôi qua rất là nhanh. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 2024 âm lịch. Thì Tùng Quê cũng có mặt ở tại chùa An Hòa Tự, chùa thầy đúng không quý vị. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ quay trở lại, quay camera lại cho quý vị thấy cảnh chùa. Một buổi sáng rất là đẹp trời. Buổi nay sáng quá đẹp luôn quý vị ơi. Kính thưa quý vị, Tùng Quê chân thành cảm ơn quý vị đã có đôi lời bình luận rất là hay, và quý vị đã bấm like ủng hộ kênh Tùng Quê để có động lực để
tiếp tục quay những đoạn phim hay cho quý vị xem. À, kính thưa quý vị, thì hôm nay là mùng 7 rồi, ngày 18 đã cận kề rồi quý vị. À, kính thưa quý vị, An Hòa Tự Phật Giáo Hòa Hảo, đây là một ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật Giáo Hòa Hảo, cũng là ngôi chùa Đức Thầy đã nhận và đạo đã được phát khai ở tại nơi đây quý vị. Và ngày khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo năm 1939 do Đức Quỳnh Giáo Chủ khai xướng, và nền đạo được tất cả tín đồ học và làm theo, và kết quả rất là tốt quý vị. Giờ đây thì quý vị cũng biết rằng vào những ngày sắp tới đây thì đại lễ 18 tháng 5 sẽ diễn ra nơi đây rất là long trọng, bởi vì đó là một cái ngày mà tất cả tín đồ Phật Giáo Hoàn Hảo được hưởng được một mùa lễ đạo rất là long trọng quý vị. Quý vị, một cái ngày mà Đức Thầy đã ra đời, đã giúp cho chúng sanh hiểu được thế nào là tội, thế nào là phước, và phải làm gì trong kiếp sống của con người chúng ta, phải tu sửa như thế nào. Thì đó là một cái ngày kỷ niệm rất là đặc biệt của tất cả tín đồ đạo Phật Giáo Hoàng Hảo. Thì hôm nay Tùng Quê sẽ liên tục cập nhật, tiếp tục chương trình hôm nay để cho quý vị xem là trước khi vào chương trình lễ thì phải có những sự chuẩn bị rất là chu đáo do tất cả các tín đồ, ban sự trung ương và ban quản tự chuẩn bị, thì ngày đại lễ nó mới hoàn mãn được. Thì hôm nay cũng là cận kề nên chương trình chuẩn bị cũng khá là nhanh. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ cập nhật chương trình. Trước khi vào chương trình thì kính mời quý vị chúng ta trở vào bên trong để kính lễ Tam Bảo, kính lễ Chân Dung Thầy. Và trước khi vào trong thì chúng tôi cũng cầu chúc toàn thể quý vị thân tâm được khỏe, luôn được bình an, và quý vị sẽ được sự trợ che của Đức Phật, Quay Linh Đức Thầy. Mong rằng toàn thể quý vị cũng luôn niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh, và Đức Phật sẽ gia hộ cho quý vị. Giờ đây Tùng Quê xin mời quý vị vào trong. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê đang đi vào bên trong, và kính mời quý vị hướng đến Tam Bảo tịnh lễ, hướng đến Chân Dung Thầy tịnh lễ, hướng đến các chư Phật tịnh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì bà con cũng đi chùa, mình thấy cũng đông quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con chùa đi chùa thầy thường xuyên như gì đó quý vị, lúc nào cũng vậy. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ ra bên ngoài quý vị để cho quý vị xem phía ngoài sự chuẩn bị của ngày lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại thì các vị thợ đang ở phía trước để mà làm chương trình trang trí nơi lễ đài. Các anh đang làm cái này là một cái miếng thảm ở phía trên nóc nha mọi người. Đi giống một chút chi cậu có được. Cậu có được. Cái gì đó? Không. Không có làm hết.
Chào. Ủa, chào bạn. Bữa nào gặp bạn Tăng không? Bữa nay là mình trực tiếp làm đây đặng mình đem lên luôn hả? Có lẽ là vô đó chạy đèn trong xuôi rồi đèn led đó. Đi ra hả? Lên được. Vậy hả? Không biết rồi chưa. Bữa nay chạy đèn không ngồi đâu, nhiều lắm. Chắc. Đâu phải anh chạy chắc đó luôn. Cái ông ở đẳng ông Sơn Thiên mới gì hả? Thật cái nụ vì cái này là cái phía trên nóc của lễ đài thì rất là lớn. Thì được biết thì anh mình sẽ làm đây tới ngày mai mới có xong. Tại vì cũng phải chơi đèn nữa. Anh Dũng mình khỏe rồi, anh Dũng ha? Khỏe. Đổ mồ hôi lã chả còn thở. Còn thở được. Anh Dũng trả lại khỏe không, đứng đây nè. Ủa mà lính làng mình sao mà nhiều quá mà thấy đứng ở không nhiều quá à? Phải, tại không nhiệm vụ rồi chừng nào tới chuyện mới làm. Tới chuyện mới được hả? Có người nào có nhiệm vụ đấy. Vì sao? Tới chuyện mới làm. Ủa giờ vậy là cũng phải có nghề nghiệp mới được hả? Không thợ điện nhắc mày ông đâu làm gì đâu, biết không phải là kêu thợ điện bây giờ ông làm gì rồi mở vậy giờ mình đứng giờ đi cứu rồi đi màu gì đường kia đi đâu rồi không thấy mấy cô ly dễ lắm đang đâu đánh đó vậy hả? Ai là cô ly đâu? Tôi à. Ồ có nước à, có nước đem tới rồi vậy. Bảy ly nữa, bảy ly nữa. Để đâu về đây? Để đâu? Để đây, để đây được không? Bây giờ trời sáng mà không thấy thì mấy ông không thấy không. Để cho ra. Cái đúng quý vị, giờ đây thì Tùng Quay sẽ đi lần là phía sau quý vị để mình xem cái tình hình và các anh em mình ở sau làm như thế nào. Ở phía trước thì cũng có một số người đang ở phía trước. Công tác chuẩn bị phải nói là phải tranh thủ mới được, bởi vì mùng 7 rồi vô tới 15 là phải xong. Cái gì đây là tiểu ban anh đâu có sấm giảng ở đây quý vị cứ nếu quý vị chưa có sấm giảng đồ thờ thì hãy đến đây. Ở đây thì có người trực thường xuyên từ 8 giờ đến 4 giờ đến đây thì để mà nhận nhau đi ngồi gì đâu phải. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi đi chở ra phía sau trước hậu cần, tại vì các anh mình làm là phải chuẩn bị là những món ăn ngon để mấy anh ăn để mà có sức làm hết quý vị. Chào. Ủa sao mà bà Sáu sao rồi bữa nay gặp chị? Mình hỗ trợ tới bả vậy đó. Vậy là hả? Bả lớn tuổi rồi. Rồi chị là người thường xuyên hỗ trợ bả đó hả? Dạ. Lâu bao lâu rồi? Cũng lâu lâu rồi, mấy tháng rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi chị ở đâu lận? Tôi ở Đồng Tháp. Rồi ở đây trực tiếp đây luôn hả? Dạ. Tự nhiên ông quay kìa. Tại vì quay con. Tại biết sao không? Dạ. Tại vì bà Sáu là người quản lý khu vực nhà lưu niệm. Làm là cũng 5-10 năm nay rồi. Dạ bà Sáu kêu con lên á. Rồi bây giờ nếu bà Sáu yếu rồi, nếu không có người thay thế rồi làm sao? Bây giờ có cô thay thế là quá mừng luôn. Dạ. Như vậy là lau gần xong chưa? Chưa, mới lau à. Dạ. Dạ. Rồi có lau hiu phía trong không? Phía trong lâu lâu mới lau lần hả? Có ở trong này, ở trên này thì lau rồi, giờ xuống dưới đây. Dạ. Còn phía trong đó thì bà Sáu không có nói, chừng nào bà Sáu kêu thì mình mới được. Dạ, lên. Coi như bà Sáu kêu mới làm ha. Dạ. Có một vị thay thế bà Sáu để lao nơi khu vực nhà lưu niệm như cái gì?
rất là sạch sẽ. Rồi chúc chị mạnh khỏe. Dạ. À, kính thưa quý vị, chúng tôi đã xuống tới hậu cần ruột của chúng tôi rồi. Nơi đây các quý vị đang lặt rau này là rau cải hả? Cải ngọt. Rau cải. Đang chuẩn bị nấu canh. Hậu hôm chắc tôi bắt sớm. Có nghĩa là phải nói là giờ phải nói là lắm lúc. Sao mấy đứa cho ngoại nói bắt đi có ngoại với sáng từ ngoài nè. Nấu có hai. Dạ, ủa đây nè. Lên. Đây là thợ nấu cho chuyên nghiệp của chúng tôi đang chiên mít. Quá ngon rồi. Quá ngon luôn. Nó tối rồi chút có anh kia. Đấy là tùm quê. Có 6, 7 có đó. Cái này mít muối sợi ớt chiên anh hai. Muối sợi ớt hả? Mít sợi ớt nè. Đúng rồi. Còn cái này ta hủ muối mình có sợi ớt. Cái mít sợi ớt. Mà hình như mít này cũng hơi chín hay gì vậy? Dạ chín. Mình chi là ngọt rồi nha. Dạ. Hủ ngon quá vậy. Cái anh hai hả? À, hôm nay thì quý vị nếu mà chưa tới thì quý vị chuẩn bị tới đi bây giờ ăn chùa đãi mít chiên. Mít chiên rất là ngon. Quý vị thấy kép chánh mà ngồi rồi mà làm đó quý vị thấy nó cũng khác hơn người ta thấy không? Chính trệ ha. Đây là quả lê của chúng tôi. Quả lê rất là giỏi. Ủa rồi cái anh Nam đâu mất tiêu rồi. Ảnh ăn tư xuống anh. Tới ngày đó ừ, anh xuống dạ, hả? Ảnh tư xuống. Ừ. Không mà anh cũng ok á. Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì canh đã nấu rồi nhưng mà cải này thì chuẩn bị cho ngày mai. Vậy mình lặt xong mình để tủ lạnh ha. Ngày qua ở đây có ai học bài giỏi không? Giơ tay lên. Ủa đây không có học hả? Vậy hả? Rồi vậy là cho dốt luôn. Bởi vì là nấu cơm riết mà thành ra dốt luôn. Lo mấy người học đạo à. Lo mấy người học đạo không à, bởi vì tôi nói niệm Phật đi. Ôi ráng niệm Phật nghe. Ráng niệm Phật để bù lại nghe chứ bằng không á là thua ta nghe. Bởi vì lo cho người ta mà quên mình đó là không được. À, bây giờ người ta học hành đi, còn mình thì chỉ pháp môn tịnh độ niệm Phật. Mà bảo đảm quý vị luôn. Nếu quý vị mà niệm Phật mà nhất tâm rồi ha. Là quý vị vẫn sáng suốt bình thường luôn. Khổ để tu hành, khổ hoan vui. Ừ, có nghĩa là niệm Phật mà quý vị chỉ còn nhớ câu niệm Phật không, không còn nhớ chuyện gì, không còn nhớ giận, nhớ hờn, nhớ ghét, nhớ ưa vậy cho nghe. Là bảo đảm luôn là tâm quý vị sáng như trăng rằm. Cái vọng tưởng về các lòng ham muốn và tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Khi mà khởi lên là quý vị biết liền. Còn mấy người mà giống như khởi lên không biết mà là rồi đó. Mình sẽ khởi lên trước liền là mình sẽ hay hơn người ta. Bây giờ trước mắt là quý vị nhớ niệm Phật ha. Phật đi Phật biết đường về. Ừ. Quá hay. Ở đâu có mấy khác nhau kẻ tỉnh người mê. Rồi chúc quý vị mình khỏe làm TikTok. Ở đâu mà có cái chính giữa đó ngồi em quá à. Ngồi cũng lựa chỗ rồi. Những mười phương chư Phật đâu lai đồng tiến dẫn chúng sanh giải thoát nữa. Ôi quá hay. Chúc cho quá tánh nhạc danh sống trong kiếp sống an lành, thác trong kiếp sách giảng sanh liên đài. Dạ. Rồi cho chàng khoát tay quý vị ơi. Hay quá. Ở đâu có bà chị này bữa nay cũng nhuyễn như ta. Ở trên Hóc Môn á. Hóc Môn hả? Thành phố Hồ Minh hả? Ôi cũng vậy ha. Ở ngay chỗ bến xe An Sương á. Ừ vậy à. Bữa nay mình đến làm công quả. Dạ, đến không chị quả. Ở này với lễ luôn hả gì chị? Dạ, ở tới lễ. Dạ, ở tới lễ luôn, quá êm. Quá
22 tôi đã đến đây 10 ngày rồi. Ừ. Vậy là đó, hay đó, chị nói nãy giờ em biết tinh thần của chị cũng tốt rồi đó. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ rằng chị em mình tôi khuyến khích nha. Ngu ngốc nhất thế gian đó. Ừ rồi, em luôn. Nhớ mà ai có la rầy gì đó thì nhớ nhắc giùm em. Mà nhớ là mình là đừng bao giờ la rầy ha. Đừng bao giờ phiền. Ai có la rầy mình cũng đừng có phiền. Chứ quả lê tôi được lắm nè. Chiến tranh tới hoài mà im nu à. À, các quý vị, các chị, thằng của tổ đang làm công tác sắc xả quý vị. Chào các chị. Dạ, chào anh Tùng. Dạ. À, ở lúc vừa bữa nay dân khách của anh chắc bữa nay mình bán rồi. Ủa vậy là cấp tổ ít người hả? Ít người, ít đồ. Dưới hơn trước rồi vắng khách hả? Bữa nay khách sao hơi vắng quá. Tại vì tao đợi tới chờ tới lễ tao đi hay gì á. Đúng rồi. À. Đúng rồi. Hôm qua nên mình hơi vắng nè. Cái này mình xả mình sắc sẵn để dành hả? Không có, mình làm muốn xả ăn liền. Vậy đó hả? À, mấy các vị ở đây là người nào ở trong tổ ta? Chị Hạnh. Chị Hạnh. À, bà tổ. À, không phải cái anh tổ đâu. Không có cái anh tổ khác. Anh tổ là thơ rồi. Ừ. Vậy là mình là người là hỗ trợ tại đây hả? Hỗ trợ anh đó. Dạ. Ổng bảo lên có mình tiếp ổng á. Vậy hả? Dạ. Thấy ổng có mình một tính là chị em tiếp ổng. Đúng rồi. Không bao giờ bỏ ổng bơi vô. Dạ. Mình tiếp ổng cho ổng ấy để ổng mướn ở dưới rồi à. Rồi xe lên rồi ổng tốn tiền xong nghiệp. Vậy hả? Dạ, chúng nhau chị em biết mà ổng lần mới cho ổng chút. Vậy cũng được coi. Dạ. Chứ hỏi mới nói tính là mướn người ta mướn lên đây làm. Mướn người ta luôn hả? Dạ, mướn người ở dưới ổng. Rồi chị Hạnh bà nói thâu đi để đặng mà lên đây mượn chị em tiếp với chị Hạnh được tiếp. Rồi. Dạ, ổng đâu mất tiền lắm thầy. Bên đây mình... dân công quả mình đông lắm mà. Dạ, lo công vậy. Quả mình mấy ngồi lắm. Đúng rồi. Tổ nào cũng hết trơn hết đó. Đúng rồi. Dạ. Nói chơi mình làm gì vậy? Nội cô Hạnh không là muốn hết rồi. Ừ, mình làm hết rồi đó. Còn gì nữa đâu? Cái ngồi đây. Sao rồi? Bữa nay nấu món gì? À, nhiều thứ. Nhiều thứ lắm hả? Món nào mà phê... Đi ăn trước. Quý hả? Ừ, biết rồi, nhưng mà giờ ở đây cũng được. Ờ, có món này ngon nè. Món này là mứt chiên. Ủa? Ồ, ngon quá quý vị. Đúng rồi, bảo quản rất là tốt. Hả? Cái người mới ta cũng coi cái nét của anh rồi đó, bỏ hỏi thợ. Dạ. Đó, chị Hạnh là nấu đồ ngon xuất sắc. Ngon, đó, rồi. À, vậy đi. Ngon, rồi, bây giờ bảo quản lại đi, rồi, thấy tất, rồi. Tất cả đồ đều để cách mặt đất 6 mét. Ờ, phải lòng bàn đây lại. An toàn sức khỏe cho mọi người. Cái này gì vậy? Sườn non chuẩn bị chiên. Chuẩn bị chiên luôn. Dạ. Rau thì mình để trên kênh, trên hết. Đây là ông anh trong tổ hay gì ạ? Dạ, con không biết chú ơi. Vậy là để này là anh đó. Dạ, anh Bình. Ờ, coi như là tới đây là con quả luôn. Dạ, là con quả nè, cháu anh Bình. Ờ. À. Dạ, người đưa lên cho ông chú Tùng đưa mày lên đi, kinh cho mày ở đây. Dạ, mày ngộ quá. Đưa lên anh gì ở dưới Thanh Bình ta coi mày. Nó mày hỏi. Thôi đi rồi, tùy duyên đi ha. Dạ. Rồi, chúc quý vị mạnh khỏe để làm đồ ăn thật là ngon. Dạ, rồi, chào nha. Giờ này thì cũng có một số người đang ăn dùng cơm. Ở đây thì các anh mình cũng đang chuẩn bị sẵn các dĩa cơm. Cơm đó. Ừ, cơm để cơm thì ít, đồ ăn thì nhiều. Quá ngon luôn. Nhiều thì ăn thêm. Dạ. Một dĩa không lo, làm thêm dĩa nữa. Hai dĩa. Rồi. Đây phục vụ là từ A tới Z. Đây bàn tay mắm. Dạ. À, có một anh trực tiếp rồi một tô ở phía trong để múc đồ ăn nhớ gì. Yeah. À, giờ này thì chưa tới giờ thành ra cũng không có bận rộn lắm ha. Chưa khách dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ. À, các quý vị thân mến, hiện tại chúng tôi thấy là có một chiếc xe hoa rồi, có một chiếc xe hoa phía sau đây. À, xe qua có bà để là chào mừng đại lễ 18 tháng 5 rồi. Ao sen báo Tây phương đu nở trời chúng sanh niệm Phật chí tâm. À. À đây muốn nói tới một ao sen đây.
À, theo chúng tôi được biết thì xe hoa này của Phú Long. Phú Long đang nhờ các anh chính tiết làm một chiếc xe hoa nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Mình sẽ xem thêm một cái một bên nữa là tu đền mở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen đó quý vị. À, tu đền mở thế cho rồi quý vị, quý vị biết mở thế là nở gì không? Bởi vì quý vị mình sanh ra ở đời mình phải biết đền ơn, đó là tứ đại trọng ân nha quý vị. Tứ đại trọng ân thì biết là mình sanh ra thì phải nhờ có cha mẹ ông bà, sống thì chúng ta phải nhờ đất nước quê hương, hưởng những tất đất, ăn những ngon rau. Rồi cái thứ ba là nếu chúng ta lớn lên có được cái trí tuệ, biết được là thế nào là tội phước thì chúng ta phải biết ăn tam bảo, quý vị. Ăn tam bảo. À, cái thứ tư đó là quý vị biết rằng nếu một mình chúng ta thì không thể nào đầy đủ những vật chất, tiền hay là hoặc giả là những cái sự việc một mình chúng ta không thể làm được, phải nhờ đến đồng bào và nhân loại. Đồng bào ta và ta cùng chung một màu da, cùng chung một chủng tộc, cùng một lịch sử trôi truyền, cùng có những sự dễ dàng quanh liệt đó quý vị. Thế nên chúng ta phải biết và phải có bổn phận đồng ơn. Tứ đại trọng ân, tứ ăn đã trả thì chẳng còn tội căn. Bởi vì tứ ăn mà mình đã mang cái nợ tứ ăn này thì mình phải biết cách để mà tu đền, thì quý vị thì sao mới được đứng ngồi tòa sen, thì cần đó quý vị niệm Phật mới được trở về nơi Tây Phương Cực Lạc ha quý vị. Các anh mình cũng đang làm. À, kính thưa quý vị, muốn giữ tròn nhân đạo giữ dạng tứ ăn cũng vậy, muốn đền trời rồi muốn đền nợ thế thì phải giữ dạng tứ ăn, nhớ là tứ ăn đã trả thì chẳng còn đâu chẳng còn gì. Thì hai câu này quý vị biết rằng là quý vị muốn đứng hội tòa sen mà nơi nơi Tây Phương Cực Lạc, muốn niệm Phật mà cho đạt thì chúng ta cần phải làm thêm tứ đại trọng ân. Bởi vì tứ đại trọng ân là cái bộ phận con người chúng ta, tại vì trong tứ ân này chúng ta từ nhỏ tới lớn tới trưởng thành là chúng ta phải mang ơn rồi. Nếu chúng ta không có đền trả được thì không thể nào mà đứng ngồi tòa sen được quý vị. À, như các anh thánh tiết này cũng vậy, cũng là làm một cái bổn phận để mà đền đáp, đang lo cho đạo tổ thầy. Còn câu giảng ao sen báo Tây Phương đua nở, quý vị biết là ở Tây Phương Cực Lạc có một cái ao sen, ao sen rất là lớn, và ao sen đó đang chờ đang đua nở rất là đẹp đó. Thì xe hoa này có một cái bông sen đó quý vị. Thì quý vị mỗi người chúng ta ở thế gian mà nhớ niệm Phật, thành tâm trì tâm, trì tâm niệm Phật thì nơi ao sen báo đó, Tây Phương đó sẽ nở lên, sẽ nở lên một cái bông sen. Rồi chúng sanh niệm Phật chí tâm, nếu quý vị niệm Phật chí tâm thì ở Tây Phương sẽ có một cái bông hoa nở ra. Thì chờ đợi quý vị, nó mời rồi.
không miếng không? À, cái thủ lý hiện tại thì chúng tôi sẽ đi lặn lại cái nơi đây thì các anh mình cũng đang làm. À, như vậy là các anh này là các anh tài thiên rồi. Những khuôn này đã rửa sạch và đã thấy cũng rất là tốt đây. Nói đây mình đang làm gì đây? Rửa chén cho cái ngày đại lễ hả? Ờ à, vậy hả? Thấy thợ giỏi không đó? Ờ giỏi lắm. Cái tay của ông là tôi thấy không xong rồi đó. Thấy đừng có nộp, đừng có nộp. Dạ. Thợ này phải nói nhìn cái biết là không chuyên nghiệp liền. Đó, thấy chưa? Thợ chuyên nghiệp mới xây được sàn nước nè. Ghê quá. Chứ bằng tay không. Anh mình tại vì quý vị thông cảm đột sức không có bay nên dùng tay. Nè, chứ không phải là làm ăn gì như vậy. Đang chuẩn bị cái nơi đang mà chuẩn bị cái ngày này để chỗ này là mình nấu nướng đãi bà con khánh tiết ở tại đây đâu quý vị. Các vị mà có xe qua đậu đây thì được đãi ngay điểm này. Ô chào đại dạ. Sao rồi tình hình sao mà giờ này mình nắng quá nghỉ hả? Dạ. Rồi gặp chú hai. Dạ để đi ngang qua đây bình ngoài mới vô nó mới đẹp. Hải qua đi thuốc rồi với quẹt tiêu. Nắng nghỉ mưa ngủ ra. Ờ nắng nghỉ mưa ngủ ha. Mình không biết bà hay là thì nắng quá nghỉ mệt chút cái nào. Không nói mà nhận cái này rồi. À cái thưa quý vị, trời nắng rất là gắt luôn. Mới có 9 giờ thôi mà các anh làm khán đài tại thiên thì cũng phải làm rồi, cũng phải làm tiếp tục thôi. À, khán đài tại thiên hôm nay thì nó có cái vàng rồi. Hiện tại các anh mình vẫn tiếp tục làm. Ra ngoài, ra ngoài rồi. Nè, hôm nay không phải tờ mai rồi quên. Ừ, đi tới gì đó, đem đó. Hầu cái tờ mai. Hai ra, rồi đem bữa miếng ra mày kia. Đây nữa là dạ hai con lòng hai bên đó. Dạ. Dạ. Có hơi mới ra hả? Chứ cái này là kỷ niệm. Dạ, mới nữa hả? Bỏ con gò, bỏ ngựa rồi. Bỏ ngựa hả? Làm lĩnh niệm cho con bầy khỉ rồi tâm bạn thính kinh tới đó cũng như là gặp tâm bạn mừng này kia đó. Rồi cái phèo quýnh đây để cậu bình đề hôm nay làm bự lên. Vậy hả? Có mấy nhậu múa với làm Mai Dương nữa. Mai Dương một thằng nam với hai nữ nó múa trước và xong nó mấy lâu đoàn múa nó ra. Thì vậy là có khác rồi. Khác chỉ cái năm đầu mình làm nó chưa có hoàn tất. Nhưng mà mình không cảnh đó nhưng mà mình sẽ thay đổi. Chi tiết nè. Ví dụ múa 5 đứa bây giờ 60 đứa. Rồi 3 đứa nữ cấp thái tử sư ta ngồi đó cũng như là tham sân si đó. Tới lúc quậy mình coi mình có động lòng không. Rồi đó. Thấy cũng được đó. Tâm trạng đi thính kinh đi ngang chỗ cái cũng như là tới cái chỗ bầy khỉ là đào quạch đồng với điện đồng Tí Liêm đó. Rồi gặp cái nhà nó ra nó mừng ổng rồi mới ở đó. Rồi tâm trạng mới đi thính kinh vòng. Rồi bỏ ngựa đi ngựa bị không ai sử dụng. Dạ.
cho nó bà sĩ vậy đâu vậy, hai con vòng quay cái đầu vô cái mình năm một thành vậy đó, hai con. Đúng rồi. Có vụ mà thành đó ha. Nó một thành là vậy, hai con rồng cái đầu thì dễ dễ cái đầu với cái mình với cái đuôi ha. Nó mà dễ quay cái đầu vô hai bên. Bắt dàn đèn vô. Dàn đèn vô. Đó. Vậy đó nè. Xếp vô. Cái này cậu ơi. Bé ơi. Quá nắng luôn. Mát lắm, rồi, mát luôn. Quá nắng luôn. Để một đống đó nào có xài xài chứ. Kính thưa quý vị, các biểu tượng cũng nằm sẵn đây hết rồi quý vị. Hiện tại thì các anh không biết tính toán như thế nào mà chưa có thực hiện. Sao lính làng thì đông quá mà công việc thì sao im vô hả? Có đang làm ở trên ở trước đó em. Trên lễ đài rồi đó anh. Ông đi ra tới ngoài trước kìa. Kính thưa quý vị, bởi vì công việc nó cũng hơi lu bu một chút, chưa có phân công nên bà con mình cũng hơi dư dân một chút. Này, tính chở đi đâu hay gì mà chuẩn bị chở trước hả? Thầy gì có chút xíu đây mà lại đây đông dữ vậy ta? Khánh tiết mà. YouTube bè. Tùng quê. Ở ngoài quay được nhiêu clip rồi đồng đạo? Coi như ngày nào cũng có à. Sao ngày hôm qua không thấy quay? Mày đi đâu quá rồi? Ngày qua. Dạ. Dạ. Chuẩn bị thử kìa. 24 con. Tám ơi. Sai bóng nữa kìa. Tám lấy ư? Giữ cái mạc. Hiện tại các anh mình tập trung đi quá đâu. Đây là cái nóc của cái xe này quá. Đâu có vô được ta, cái gì nó còn vô được. Còn nhảy tới đây nữa rồi đụng nó vô là bớt vô cái nóc cái vậy. Không đẹp vô nè. Tiếp theo quá. Vụ gì nữa? Đi vụ khác này. Cái gì mà làm sao mà than thở dữ vậy xếp cá. Chào. Sao hả? Chưa gì rồi, thấy chiếc xe của anh là ngon rồi đó nghe. Thấy hai bản lên là quá đẹp rồi đó nghe. Nè, bây giờ dựng này dựng này đi, đi vô. Đó, do ông Sáu làm đó. Mình thấy thì chắc các anh này mình đang làm một cái rạp để mà cho chiếc xe qua, cho chiếc xe ở trong chiếc xe quá.
cho chiếc xe chung vô cho bà con mình mát làm ấy nha. À, xe qua này là xe xe qua của xã Phú Long nha quý vị. À, thì cái thưa quý vị thì Phú Long là một cái xã cũng rất là vùng rất là sâu. À, thế nên nó thì qua mấy năm nay thì Phú Long cũng chưa có thực hiện được giống như là ở xã Phú Sinh đó, xã Hiệp Sương, như xã Hiệp Sương cũng vậy, cũng chưa làm được. Nhưng đặc biệt năm nay thì xã Phú Long và xã Hiệp Sương đã bắt đầu làm hết rồi. Hiệp Sương thì làm đã xong. Hiệp Sương làm đã xong, còn thì Phú Long thì do năng lực như kế hoạch làm thì nó cũng mới mẻ quá nên các anh đã nhờ khánh tiết, khánh tiết bằng sự trung ương đã thực hiện. Hiện tại thì xe qua đã lên bảng rồi, lên bảng hai bên rất là đẹp. À, cái đua về giờ đây thì về hỏi cùng quê cũng tạm thời đi ra phía trước đi. Hiện tại các anh em mình làm ở xa cũng rất là vui. Nam mô A Di Đà Phật. Và cái đua quý vị hiện tại thì ban cảnh sát cũng có những cái khuôn để phía trước. Ôi, mấy khuôn này là mình còn xài được không? Có ông xe đỡ thôi nha. Đỡ hả? Ờ. Dạ. Yeah. Chữ này hôm nay là sơn lại màu rất là đẹp quý vị. Hôm qua thì bị lợp. Ông Lý thùng nè, ông Dũng hai thùng nè, ông Cang là ông mua thùng nè, mua thùng là ngày qua tôi mua cho anh thùng, mua cho anh ba thùng đất, ông Dũng nói nha, sẵn anh đi bán anh mua cho anh ba thùng gì kia. Ô chào Năm, nó mặn, sáu kịch, đây là thành viên của tiểu ban anh nắng của hành sấm giảng. Hiện tại thì các anh cũng đang ở đây trực quý vị ơi. Quý vị thân mến, trời nắng rất là nóng luôn mà các anh mình vẫn ở ngoài nắng để làm bây giờ. Phải nói quá hay. Dân là quay cái ông lên đó nè. Mấy cậu ơi, làm ăn không có tội gì. Này, trong này chỉ là ông với tôi tuổi tại.
phải nói rất là cực khổ. Nắng nóng mà vẫn là ở ngoài nắng làm những gì vậy, môi là mình. À, cái đô việc hiện tại ở đây bà con mình cũng không có dùng cơm đông quá vậy. Giờ đây 10 giờ. Các anh em mình đặt con quả chuẩn bị xuống để dùng cơm. Cái đô thì hiện tại cơm rất là ngon. Tất cả các anh em sẽ chuẩn bị mình dùng cơm. Hôm nay có anh Nam Mẳng sốc kịch đồ đã tới đây rồi. Thôi mời anh em mình vô tập trung. Giờ này thì các anh em mà làm phong quả trong ban quản tự và ban chủ trung ương cũng tập trung về dùng cơm nữa vậy. Cơm đãi rất là ngon để cho các anh có sức làm. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê đã trở lại chánh điện. Tùng Quê sẽ cập nhật một chút rồi có thể Tùng Quê cũng xin phép mà tạm dừng phim. Kính thưa quý vị, ở trên chánh điện hôm nay bông ly nở đẹp quá quý. Nó rất là đẹp. Kính thưa quý vị, hiện tại nữ bàn đặt ma tổ sư bông ly chỗ cũng rất là đẹp. Kính mời quý vị kinh lễ Nam Mô Di Đà Phật. Nơi bàn Quan Âm Nam Hải thì bông ly chỗ cũng rất là đẹp. Kính thưa quý vị, có một cây nhang rất là cao, anh mình cũng đã cắm lên cây nhang này theo cũng nghĩ là cũng mấy tiếng đồng hồ mới tàn được. Vì hướng đến chân dung thầy đảnh lễ. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thật xong. Hiện tại thì nơi trước chân dung thầy cũng có một bình bông ly rất là đẹp. Có một ông chú đang gõ chuông xong rồi chú mình sẵn sàng làm lễ cúng nơi Đức Phật Thầy Tây An.
cái đuôi giờ đấy thì Tùng Quê sẽ lui cho ra hết rồi. À, Nam Mô A Di Đà Phật. À, cái đuôi quý vị thân mến, hiện tại thì Tùng Quê đang ở phía trước, giờ này cũng 11 giờ rồi, trời cũng đã cả nắng. À, trong cái chương trình hôm nay thì các anh Khánh Tiết mình vẫn tiếp tục làm liên tục. À, quý vị, giờ này thì các anh có thể là ra phía sau rồi để mà có những cái chỗ mát hơn để mà làm. Thì kính thưa quý vị, thì chương trình chuẩn bị công tác chuẩn bị để mà ngày lễ đó, cũng đang tiến hành rất là rốt ráo, để chừng 3 ngày nữa 4 ngày nữa thôi thì phải cho kết, nó phải tới kết thúc nó gì, nên các sự kiện dựng cổng chào kia cũng phải tiếp tục thực hiện cho xong vào những ngày tới. Thì chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và ngày nào cũng có phim để cho quý vị xem. Thì nếu có điều chi sơ sức thì cũng mong quý vị thông cảm trong những cái lúc mà Tùng Quê quay hết đi, và cũng mong rằng toàn thể quý vị đón xem những ngày sắp tới để mà quý vị xem chương trình chuẩn bị ngày đại lễ 18 tháng 5 năm nay thật là hoành tráng. Giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim, xin hẹn quý vị lại ngày mai ha. Rồi, kính chào Tùng Quê, kính chào Nam Mô A Di Đà Phật.